sẽ được diễn tả bởi một giọng hát truyền cảm, điêu luyện, có một âm vực trầm, lên cao rất nhẹ, xuống trầm rất êm. Một giọng hát mà được nhạc sĩ Thế Vinh gọi là tiếng hát mang hạnh phúc cho đời. Một người mà nếu khi gặp không được nghe cái bài Cho Em Quên Tuổi Mập của nhạc sĩ Nam Phương sẽ là một thiếu sót lớn. Kính thưa quý vị, xin quý vị đón nhận nghệ sĩ Quyền Châu. Dans le bruit, tout est
Thank you.